em là người đi bán vé. À, người bán vé. Người bán vé. À. Em nhớ không, Vũ Linh? Nhà anh Vũ Linh, nhà chú Thanh Điền với tất cả những anh em nghệ sĩ đã cho gia đình em tiền để mà bán vé ra tiền để mà có mua gạo. Em cảm ơn. Giờ cũng sắp về rồi. À, con chào cô. Chào cháu. Đó. À, vô viếng mộ cậu. À, chờ, cô ở đâu rồi cô? À, cô đã ở An Giang á. Wow. Vợ cháu đã ở thành phố. Dạ. Rồi cô lên nó nhà đó là kêu nó chở cô lại đây đốt cho chú Vũ Linh nén nhang. À, rất là cảm ơn cô luôn với em chạy lên đây. Bây giờ là mình có ghé đâu không hay là mình chạy về bây luôn? Bây giờ không? Về luôn. Hôm nay cô lên mộ thì cô thấy cảm thấy như thế nào cô? Thấy vui, rất hài lòng. Tại vì cũng mong muốn đi trên này lâu rồi. Bữa nay đi như gì là thấy cũng hài lòng rồi. Câu dài là được mớ ảnh hả chị? Dùng được mớ ảnh luôn rồi. Còn em cảm thấy như thế nào em? Em cảm thấy... đi xa nhưng mà có cái lên đây gặp được chú là vui, thấy xứng đáng. Gặp mấy cháu đây cũng vui luôn nữa. Lên gặp mấy cháu có nghĩa là vui vẻ gì là quá quý. Nãy ghé nhà chú rồi. Dạ hả, có ghé luôn hả? Wow. Có vô thắp nhang không em? Có vô thắp nhang đồ lại cúng rồi đốt nhang rồi. Ra có bầu. Ủa gì em có bầu hay gì tự? Phải không? Sao con bụng bự vậy? Cái bớt. Bất ngờ luôn, tưởng có bầu. Có bầu cũng đại công rồi lên viếng cậu ha. Có bầu đâu có gì đâu. Chị thì có bầu mà. Không nhưng mà nó mệt trong người mà lên viếng cậu là thấy quý á, ý là nói là tình cảm á. Đúng rồi. Không phải đâu có đâu. Không có bầu hả? Xe bị khóa quên luôn á, nói chuyện xe bị khóa quên luôn mọi người. Đẩy lên cái anh. Đẩy lên vào. Đẩy xe lên cô. Đẩy xe lên đây nè. Rồi, ok. Rồi, cảm ơn cháu nha. Mấy cháu có cần hỗ trợ gì ha thì lát hồi mấy anh này anh hỗ trợ cho. Rồi nha em gái. Rồi. Kỹ lưỡng là đi đâu cũng khóa cổ ra, người rất là kỹ nè, thấy chưa? Khóa cổ. Bây giờ là một mét vuông 5 đàn chồng. Xanh ít không gì đó, chồng là khóa dữ hơn. Đánh coi. Rồi, muốn có chồng khóa dữ hơn nữa kìa, nghe đi. Rồi, bye bye cô. Vào mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nè chị. Chị đâu đến vậy chị? Ở quận 9. À chị quận 9 nè cả nhà. À, chị đến mộ nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. À. Cái này mình để đâu vậy? Dạ, mình cứ đặt ở bên đây bên trên đây nè chị. Mình đặt ở trên cái phần mộ của chú. Chị gái đẹp một bó hoa rất là đẹp đến mộ của nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Hoa đẹp mọi người cũng đẹp cũng nha cả nhà. Đó rồi chị, nó khóc quá trời rồi. Rồi khóc rồi, chị đang khóc rồi. Trời ơi, chị khóc rồi anh ơi. Chắc là chị rất là hâm mộ. Hôm xưa Vũ Linh. Vũ Linh đi hả? Em là người đi bán vé. À, người bán vé. Người bán vé. À. Em nhớ không Vũ Linh? Em nhớ không Vũ Linh lắm. Em thương Vũ Linh lắm. Suốt đời này em thương nhớ Vũ Linh và em biết ơn anh lắm. Cô chia sẻ là cô bán vé mọi người ơi, cô bật khóc rất là nhiều. Em ở Bà Chiểu, em là người bán vé ở Ga Đồng Hưng. Bán vé? Dạ. Bán vé ở Ga Đồng Hưng. Dạ. Em là dân ở Bà Chiểu. Ở nhà em là 8718 Linh Tiên Hoàng. Em bán vé cho anh Vũ Linh, cho đoàn Vũ Linh. Ở rạp Ga Đồng Hưng. Dạ. Ở Bà Chiểu. Ngày xưa lúc đó mà chú đóng ở gặp Bà Chiểu Ga Đồng Hưng đó thì dạ, rất là nhiều người đông lắm. Thì thời đó là không có vé chính thức đâu, chỉ có mua được vé chợ đen thôi. Vé chợ đen em bán 300.000 đồng một cặp mà lúc đó em bán còn 36 vé, còn lại mấy vé ấy quá. Em nói cho Vũ Linh nghe, Vũ Linh nói anh cho em mấy vé dẫn người nhà đi coi. Vũ Linh cho chị vé để chị đi coi. Dạ, tại em bán vé còn ấy đây 2 vé rồi 3 vé nữa là 5 vé cho nên mới Vũ Linh thương người lắm, Vũ Linh tốt lắm.
cảm ơn. Dạ. Chị cảm ơn. Rồi. Dạ. Thì thật sự mà nói là ngày xưa mấy cái người mà sống ở gần khu vực Bà Chiểu thường hay bán vé Chợ Đen, vé tại thời đó là cải lương rất là hot luôn. Đúng rồi. Hồi đó con bé nhỏ này á, là đi coi xong rồi tối á, đem theo cái mệt con rồng mình cũ mình đó, cái bỏ nó lên võng, làm võng đem nó về. Vũ Linh thấy vậy có vỗ đầu khen tội nghiệp đúng quá. Vũ Linh thương người lắm, không có khinh rẻ ai hết, dù mình nghèo cái nào cũng thương. Chị có xe đâu trời. Thời đó là chú đi hát thì giúp rất là nhiều người tạo công ăn việc làm luôn. Đúng rồi. Chẳng hạn như bán một cặp vé là 300.000 đồng, nhưng mà vé chính thức của chú là bao nhiêu chị? Dạ hồi xưa vé chính thức là mình sắp hàng á, mình có giấy giới thiệu á thì được mua là 3.400 một vé, còn em bán cho người ta một cặp là 300.000. Ôi trời, 3.400 là 300.000 lần luôn. Nhưng mà đắt lắm. Không có 2 3 4 hay con một con. Rồi đó là bây giờ là chị là sang 1964, chị tuổi Giáp Thìn đó. Còn ngày xưa hả chị? Chị đi bán vé lúc đó chị 17 tuổi. Bữa nay là cho tới 13.400 vé vậy. Dạ. 13.400 vé vậy. Dạ. Phải có vé, dạ. Phải có vé giới thiệu thì mình mới xếp hàng mua được vé, còn nếu mà mình không có vé giới thiệu á. Ở đó là một bác vé nó rẻ mà, vé tiền nó với chị mà. Mình mua vé non. Vé đó thật sự mà nói ngày xưa là cái thời Hoàng Kim á, là cái vé Chợ Đen á là mới có mua thôi, chứ vé chính thức là không có để mà mua luôn. Khán giả vô rất là đông là kiếm vé không có luôn đó. Thì hôm nay chị đến tri ân chú Vũ Linh. Thời đó là khổ lắm á, chứ không phải đơn giản đâu nha. Không có vé mà muốn vô coi nghệ sĩ là phải giới thiệu đó. Giới thiệu thì được, mua được là 4 vé. Nếu mà vé giới thiệu của Bộ Quốc phòng thì đi mua được 6 vé. Vé mà vé không có để mua nha. Có tiền mà chưa chắc gì có vé. Vé của công ty là mua được 2 vé. Còn vé của Bộ Quốc phòng mua được 6 vé. Đọc Bộ Quốc phòng tức là làm cho quân đội. Nhà chị là làm ở quản lý danh trại quân đội. Yeah. Ưu tiên rồi chị mới bán cái sức chị lại là ngày là thấy không, bán chừng mấy cặp là thấy không là đủ. Xong rồi được vô trong hội trường, chị được vô trong hội trường để bán vé dùm cho hồi xưa có Điền Phong. Yeah. Bán cho cô Thanh Thế với chú Thanh Tòng, với lại bán cho anh Vũ Linh. À, ngày xưa hả Vũ Linh có kêu lấy cho anh cái áo, chị có được lấy cái áo đưa cho Vũ Linh. Thương Vũ Linh lắm. Vậy là chị bán vé Chợ Đen, vậy là chị cũng được vô cái hậu trường rồi. Dạ, chị được vô nói chuyện trường với lại rất là nhiều nghệ sĩ ha. Dạ, ai cũng thương hết á, ai cũng kêu chị là con vào. Dạ. Chị là người Hoa. Chị là dân Quảng Đông. Ngày xưa Vũ Linh cũng ở Chợ Lớn. Dạ. Cho nên á hả, có biết được, cho nên Vũ Linh nói hồi xưa anh cũng ở Chợ Lớn. Cảm ơn mấy cưng. Dạ. Hôm nay chị được lên ông Vũ Linh, chị mừng lắm. Chị sắp khóc nữa. Tại vì ngày xưa mấy cưng không biết không, ăn uống cực khổ lắm, không có tiền mà mua vải đâu, chỉ mua mấy cái bao bồng bột á, rồi má chị mới cắt thành áo thành quần. Rồi đi bán vậy cái Vũ Linh nghe thương, Vũ Linh nghe kể trong cho mấy cô Thanh Thế nghe, Vũ Linh thương quá, Vũ Linh nói bán cho anh đi rồi anh cho em hôm nay ấy hả, anh cho em 2 vé. Mà 2 vé của Vũ Linh là mấy cưng biết là được ngồi ở đằng trước á. Tức là người ta đánh trống đây, mình ngồi đây mình thấy được mấy chú cô đánh trống rầm rầm vậy đó. Mình ngồi đó mình nhìn rất rõ, ngước mặt lên là thấy rõ hết trơn. Nhà chị hả sung sướng lắm, được 2 cái vé đó sướng lắm, được coi rõ ràng. Chị dắt ba đi coi, ba mừng ơi là mừng. Cảm ơn mấy cưng, cảm ơn Vũ Linh thật nhiều. Em rất là thương anh, em biết ơn anh nhiều lắm anh Vũ Linh ơi. Chị xin phép. Dạ. Bây giờ thì cô vào bên trong đã cho chị nói được nỗi lòng với Vũ Linh. Dạ. Thầy cô nói lên hết cả nỗi lòng về nghệ sĩ Vũ Linh. Có chỗ nào để cắm nhang đúng không? Dạ. Cắm cho Vũ Linh. Dạ. Đã cắm Vũ Linh nhà nhang chưa, có thể cắm chung cho mộ nghệ sĩ á cô. Chị muốn cắm nhang cho cô Thanh Quế. Quế là cái mộ phía sau chú Vũ Linh luôn. Chị cảm ơn. Dạ. Cô đi qua phía ngày sau. Ngày xưa chị cũng có bán vé cho Thanh Kim Quế Thanh Điền nữa. Dạ. Lúc đó là truyền thuyết về tình yêu. Cái vở tuồng đó thời đó là chắc hot lắm hả chị? Hay lắm. Hay lắm.
ngày xưa. Ngày xưa Thanh Điền là đóng đóng hài đi hầu cho Thanh Kim Huệ với lại cô Mỹ Châu. Dạ. Và bây giờ thì theo cô qua bên phần mộ của nghệ sĩ Thanh Kim Huệ nha cả nhà. Người đó. Anh có cho em được cầm cái áo của anh một lần em nhớ không? Lúc đó anh nói là anh ta ngồi đây nè trang điểm, em bước lại em lấy giùm anh cái áo đi. Chị tên là Xíu Dạo, tên là Lý Thị Dạo nhưng tiếng Tàu là Liều Xíu Dạo, là tiếng Tàu là Lý Thị Dạo đó. Anh kêu em là lấy giùm cho anh cái áo đi, chị có lấy anh cái áo, giờ chị kể lại cho mấy đứa con nghe nó mừng lắm. Con chị đó mọi người, con chị cũng khóc luôn rồi, đây cũng khóc luôn rồi cả nhà, xúc động quá nè. Hôm đây là đem bó hoa đến cho nghệ sĩ Vũ Linh, chị không kìm được nước mắt. Đây là con của cô, xúc động luôn á cả nhà. Thì cái thời mọi người biết là cái thời đó Hoàng Kim của cải lương, rồi cô nằm mà cô ôm mộ của thương cô Thanh Kim Huệ luôn. Trời ơi, đó là cô. Em là con già của Xuân Huệ nè. Trời ơi, khóc rồi, khóc rồi, nức nở luôn. Cô ơi, cô có nhớ em không? Bây giờ em không còn đi bán giấy tờ trời nữa, em ở nhà. Cảm ơn cô và Vũ Linh và nhà chú Thanh Điền và tất cả những anh em nghệ sĩ đã cho gia đình em tiền để mà bán vé ra tiền để mà có mua gạo, em cảm ơn. Ngày xưa nếu mà không nhờ có mấy ở rạp cả Đồng Hương mấy anh chị đó, chị có bán ra vé ở rạp Kinh Thành ở Tân Định nữa. Yeah. Nếu mà không nhờ có cô Thanh Kim Huệ với lại Thanh Điền nè, rồi Vũ Linh nè, thì ngày nay đâu có tiền đâu mà ăn rồi sống. Hồi xưa nhà nghèo lắm, không có tiền ăn. Ăn toàn là mì không à, ăn mì đổi bột ra mì. Rồi hả, cực khổ lắm mấy con ơi. Không có, má không có tiền mua giải may áo, toàn là mua cái bao đựng bột về nhà giặt sạch sẽ rồi cắt thành áo. Em thương cô lắm, cô thích ăn chè xáo sọn lắm. Chị biết là hả, chị đi Huệ thích ăn. Cô đi Huệ thích ăn chè xáo sọn lắm. Cô Huệ kể là lúc mà lần đầu tiên á, cô Huệ kể á, cô đi làm ra được tiền á, cô hứa tháng lương đầu tiên sẽ nấu một nồi chè táo sọn ăn thiệt là non, ăn ngon lắm, ăn nhiều lắm. Thương cô quá. Em thương cô. Không nhờ có nghệ sĩ thì nhà em đâu có cơm ăn. Lúc xưa lúc sạc nhà chị có mấy cân biết không, lúc bán được vé có tiền. Nhà chị nấu một nồi cơm bằng nhôm, má nấu một nồi đầy luôn, má chị xúc cho ăn mà má chị dặn là nhớ ơn nghệ sĩ nha tụi con. Cô ơi, em lên thăm cô một lần, mai mốt có cơ hội em lên nữa, cô đừng có trông em nha. Tại giờ chân em nó bị đau đó, năm nay em 59 tuổi rồi. Cho nên đó, em cô nhận em về lại để cho em nhớ ơn cô suốt đời. Cô cười với em đi cô. Cô ơi, cảm ơn cô nhiều nha. Giờ có cô em mới sống được tới giờ nè. Em nhớ ơn cô cho tiền mua gạo. Cảm ơn cô. Má em nhớ ơn cô lắm. Má nói nhờ có nghệ sĩ cho nên nhà em mới có gạo ăn, ăn cơm trắng bốc mà cô. Gạo trắng bốc mà cô. Chị cảm ơn mấy cưng. Nghệ sĩ tốt lắm mấy cưng ơi. Cái vé bán được 300 mà một cặp vé no mà một cặp, tôi biết không, người ta hả khá lắm, có tiền người ta mua vé no, còn nhà chị toàn là coi ở sau hậu trường, coi đứng bên cái cánh gà vịn cái phong màu đỏ đỏ đứng coi lén vậy đó. Vũ Linh thấy vậy, Vũ Linh cho hai vé, nói em bán, em nói là em bán ế, em còn ba vé của cô Thanh Thế với chú Thanh Tòng, nói là đừng có lo anh cho em ba vé đó luôn, anh cho em thêm hai vé này nữa, em dẫn ba em đi coi đi. Chị nhớ ơn Vũ Linh lắm, chị nhớ ơn các cô chú nghệ sĩ nhiều lắm, đã tốt thương yêu gia đình chị, nhà nghèo lắm, người qua mà ở trong cộng đồng đất Việt không có được bao nhiêu á, chỉ có được mọi người thương yêu là mừng lắm rồi, muốn gì là được nghệ sĩ thương nữa mà, mấy cưng biết không, nghệ sĩ Vũ Linh ở trên cao mà tự nhiên thương cho cái người nghèo ở dưới đất như vậy, quý giá vô cùng. Cái môi gì là Phật, môi gì là
Nam mô gì Phật, cầu chúc cho Vũ Linh và các lũ chú được nhiều lên nhiều lên cõi địa đàng, cực lạc quốc tâm thương lắm. Dạ, có những cái nơi vậy đó chị.